với đảng, hiếu với dân Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội Kính chào quý vị và các đồng chí Rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Quốc phòng tuần dân tuyên quang Kỳ 2 tháng 8 năm 2023 Thưa quý vị và các đồng chí Ngày 24 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, đón và làm việc với đoàn kiểm tra có Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Hà Đình Khiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo báo cáo của bộ chỉ huy quân sự tỉnh từ đầu năm đến nay đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc qua kiểm tra cho thấy, hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được ra soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã được xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được thực hiện hiệu quả. Các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Sơn đã xử trí tốt các tình huống sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch đã đề ra. Kết luận các nội dung kiểm tra, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã biểu dương kết quả công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên vững mạnh tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm tốt quân số phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn, vừa tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực vùng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Đạo Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đại tá Hà Đình Khiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng và các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo diễn tập quân khu đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hệ thống hầm hào, công sự ngụy trang, công tác chuẩn bị ở sở chỉ huy diễn tập kiểm tra phương án chuẩn bị bố trí thiết bị thao trường tại khu vực thực binh bắn đạn thật trong diễn tập. Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu đã ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu đề nghị ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Tuyên Quang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tiếp tục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập nâng cao nhận thức trách nhiệm chủ động tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đối với bộ chỉ huy quân sự tỉnh phải tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thiện văn kiện diễn tập và kịch bản diễn tập các thành viên trong khung tập, cấp ban, tiểu ban phục vụ diễn tập, các đơn vị địa phương phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, chủ động khẩn trương, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch đã đề ra. Nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2023, chiều ngày 24 tháng 8, tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đoàn đại biểu đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí đại tá nguyễn thành an ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân sự tỉnh phó trinh ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức dân hương tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp và các vị tiền bối cách mạng tham gia lễ dân hương có các đồng chí trong đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh thủ trưởng các phòng cán bộ nhân viên cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh đoàn đã dâng lễ, dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân những công lao to lớn của các vị tiền bối cách mạng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Chọn cuộc đời với 70 năm tuổi đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công hiến hy sinh vì độc lập tự do, sự trường tồn của dân tộc, hiến dâng chọn đời mình cho Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới sẽ còn mãi với thời gian và trong lòng nhân dân. Trước anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị tiền bối cách mạng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân, quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, phát huy tốt giá trị văn hóa quân sự, phẩm chất hình ảnh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang, tham gia hội thi xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt do quân khu 2 tổ chức theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, để làm tốt mọi công tác chuẩn bị tham gia hội thi, xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt do quân khu tổ chức trong những ngày đầu tháng 9, hiện nay Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đang xây dựng những mô hình quân nhu điển hình tiêu biểu, cảnh quan môi trường chính quy xanh sạch đẹp, mô hình tăng gia giàn ao trường được quy hoạch xây dựng cơ bản, một số nội dung mới trong tổ chức tăng gia sản xuất tại đơn vị bước đầu thực hiện có hiệu quả qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị hội thi của ban chỉ huy quân sự thành phố đã được thực hiện nghiêm túc như đã quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên về lãnh đạo chỉ đạo công tác quân nhu và thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi quản lý quân nhu tốt đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ quan đơn vị xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ đời sống bộ đội góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu qua kiểm tra, đồng chí đại tá Đào Toàn Thắng, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban chỉ huy quân sự thành phố, đồng thời yêu cầu Ban chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, bổ sung thêm những hạng mục còn thiếu, sẵn sàng tham gia hội thi cấp quân khu đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các đồng chí, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy chỉ huy phòng kỹ thuật đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Để làm tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tư lệnh quân khu về quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị và đảm bảo an toàn kho vũ khí đạn dược duy trì thực hiện hiệu quả cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, nhân viên, làm công tác kỹ thuật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, việc tiếp nhận, cấp đổi, thu hồi vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo đúng theo quy định. Đã tiếp nhận 6,6 tấn đạn, bảo quản, bảo dưỡng trên 3.000 khẩu súng các loại qua đó góp phần đảm bảo kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Thưa quý vị và các đồng chí, tiếp tục thực hiện đề án số 02 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và phong trào thi đua dân vận khéo. Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia trên 8.000 ngày công lao động giúp đỡ các địa phương và nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án số 02 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ chiến sĩ cơ quan đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tích cực lao động giúp các ủy chính quyền và nhân dân ở địa phương kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tu sửa bê tông hóa đường giao thông nông thôn lao động giúp đỡ các gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước đồng thời củng cố tăng cường tình đoàn kết quân dân tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trước và sau khi dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc công tác trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phản ánh của phóng viên chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Chúng tôi có mặt tại đại đội 20, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khi đơn vị đang phối hợp với đại đội thiết giáp tổ chức luyện tập cơ động lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Do có sự phối hợp chặt chẽ và được huấn luyện thường xuyên nên 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều nắm chắc nội dung, đảm bảo đầy đủ công tác hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật khi hành quân chiến đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Cấp ủy chỉ huy đại đội 20 đã quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ chiến sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh đại đơn vị đã tiến hành tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị về kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quán triệt sau đó giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về công tác sẵn sàng chiến đấu. Song song với đó đơn vị tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn của tỉnh, luyện tập các tình huống bảo vệ cơ quan đơn vị sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Đối với đại đội tiết giáp, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trong những ngày qua, cùng với duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và luyện tập chặt chẽ các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan, đơn vị. Đơn vị đã tổ chức luyện tập các kíp xe sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với đại đội 20 tổ chức luyện tập cơ động lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thủ trưởng phòng tham mưu, đơn vị đã phối hợp với đại đội 20 luyện tập các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh. Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị, bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị nhất là ban chỉ huy quân sự các quyền thành phố xây dựng và luyện tập chặt chẽ kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy trực ban trực quân số đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện trang bị đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. thì đơn vị cũng đã thường xuyên tổ chức quán triệt các văn bản hướng dẫn của trên về thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng uh, xử trí các tình huống khi có bão lũ xảy ra trên địa bàn thành phố. hai thì uh, đơn vị chúng tôi cũng đã thường xuyên là uh, xây dựng và củng cố lại hệ thống kế hoạch uh, theo các cái phương án bảo đảm đúng đủ và uh, theo quy định của trên. Và thứ ba thì uh, đơn vị cũng đã tổ chức là uh, chỉ đạo và ban chỉ huy quân sự các xã phường làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng xử trí khi có cái tình huống xảy ra trên địa bàn. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần để nhân dân có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, phấn khởi và an toàn những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí